À, vâng xin chào tất cả các bạn thì trong video này tôi muốn chia sẻ đến các bạn là một cái phòng tắm của một cái homestay tức là gọi là cái buga lâu một cái phòng nghỉ dưỡng ở tại ninh bình thì rất là nhiều anh em ấy thì chỉ đơn giản nghĩ rằng ấy là cái một cái phòng tắm hay là hãy cũng có thể là có những cái chậu hay là cái bệt hay là một số cái vật dụng nó đơn giản thôi nhưng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ một công trình thực tế để các bạn trải nghiệm được cái cuộc sống là bu hello nó nó khác hoàn toàn như nào và nơi nghỉ dưỡng như nào thì đây là một cái phòng tắm với diện tích nó rơi vào khoảng năm mét vuông năm sáu mét vuông thôi nhưng mà trong này thì tương nhiên là cũng đầy đủ mọi thứ có những cái um, đây là có cái gì nhỉ cái bồn bồn tắm bồn tắm như ở đây bồn tắm uh, massage Đấy, thì với cái góc nhỏ này mà bạn mong muốn có một cái khu vực để có thể trải nghiệm và massage tại nhà thì lựa chọn rồi ok thì quay về cái cái việc đầu tiên là lựa chọn cái gạch lát cho phòng tắm gạch ốp cho phòng tắm thì đây gia chủ đã sử dụng cái này cái màu ghi mà tôi cũng đã nói với các bạn là màu ghi là một trong loại màu là xu hướng tới đây sử dụng nhiều và phía lát sàn thì được sử dụng cái màu tối màu gạch cùng là mẫu này nhưng mà được màu tối hơn phần phía 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 Đằng sau gương thì gia chủ nó sử dụng một cái loại gạch bông thuộc sản xuất thủ công đấy thì ở đây thì xu hướng của gia chủ mong muốn cho khách trải nghiệm là quay về cái thời cổ xưa đấy nhưng mà vẫn đầy đủ tiện nghi nhá về hình là hình ảnh là cái hình ảnh là mang tính chất cổ xưa thôi và đây là một cái đèn mang tính rất là cổ đấy rất là đặc biệt đúng không ạ và có một cái hay nữa tôi thấy đây là có một cái chậu rửa mặt thì được bằng sỏi uh, cái này thì bằng đá tự nhiên nhưng mà cái này thì được, được sản xuất từ những cái viên sỏi sông lấy từ trên miền tây bắc xong sau đó là được uh, gia công chế tác bằng thủ công tạo nên cái chậu như này và cái chậu này thì uh, mỗi kiểu nó sẽ khác nhau tức là không giống cái nào cái không có cái nào giống cái nào và cái vòi này cũng mang tính chất là cổ và vòi bằng đồng đấy thì ở đây thì nếu mà các bạn chỉ hình dung đơn giản là mình làm những cái căn phòng tắm mang tính chất là đơn giản nhưng mà ở đây thì một cái trải nghiệm hoàn toàn mới cái cửa này thì gia chủ cũng sơn cái màu cũng mang tính chất là cổ tối cổ và cũng bên cạnh đấy là một cái trải nghiệm gì đó đặc biệt là những người mà đã sinh sống cái thời xưa thì có khi mà nhìn những cái cảnh này là rất là thích đúng không ạ và phía trên là trần được sử dụng cái trần nhựa để đảm bảo cái việc mà chịu nước đấy về độ bền ok thì trong phòng tắm cũng đều đầy đủ mọi thứ bệt rồi là sen cây để cho người sử dụng ok thì trên vừa rồi cũng chia sẻ các bạn là một cái video một phòng tắm mang tính chất là nghỉ dưỡng và giá tiền thuê ở đây thì có lúc lên đến hơn một triệu một đêm đấy là một cái chia sẻ đến các bạn à, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo